Dương Lâm gọi. Nè, ông nghe máy đi. Alo. Viên này, tôi sẽ giao hàng cho ông. Tốt, nhưng ta phải gặp mặt thật Trương Hùng. Có chuyện quan trọng hơn là chuyện gặp ông Hùng. Là chuyện gì? Chuyến hàng lần này tôi sẽ giao ông ít hơn một chút. Cái gì? Mày giận mặt hả? Lúc trước mày nói tao nếu cơm không đủ tiền để lấy chuyến hàng này thì mày hủy giao dịch. Giờ tao đã cơm đủ số tiền rồi, mày nói thiếu hàng tao thiếu làm sao? Mày làm ăn kiểu gì vậy? Dẹp đi, quỷ giao dịch đi, tao không giao dịch với mày nữa. Ông muốn chết hả? Ông nói nhanh nói cùi gì vậy? Cô bình tĩnh. Không phải cô kêu tôi phải diễn cho Đạt hay sao? Diễn Đạt cái gì? Bây giờ ông nói quỷ giao dịch rồi, tụi tôi còn làm ăn gì được nữa? Tôi phải nói như vậy mới đúng theo kiểu kinh doanh của tôi. Kinh doanh cái con khỉ á. Bây giờ ông làm bể gì hết trơn rồi biết không? Đúng rồi là. Anh đưa em. Tôi nói cho ông biết, bây giờ ông ăn nói cho đàng hoàng, không thì tôi không khách sáo với ông đâu. Ông biết chưa? Nghe máy đi. Tôi biết. Alo. Ông suy nghĩ lại đi. Chuyến này mà không thành thì cả hai bên chúng ta đều bị thiệt hại nặng hết. Tao hiểu. Nhưng số lượng cuối cùng là bao nhiêu? Chỉ có 300 ký thôi. Cái gì? Thiếu hơn một nửa. Coi như là tôi năn nỉ ông đi. Thôi được. Coi như tao không uổng công đi chuyến này. Nhưng mấy ngày nay tao ăn dăm nằm chê trong khách sạn, tao đau khổ lắm mày biết không? Ông an tâm đi, tụi tôi sẽ bù đắp lại cho ông một kỳ nghỉ dập mặt tại Hồng Kông. Chuyện đó đã tính sau đi. Bây giờ tụi bay nói cho tao biết, cụ thể gặp nhau ở đâu, lúc nào, lúc mấy giờ, để tao chuẩn bị tao đi nhận hàng. Ok, cảm ơn ông. Vậy chúng ta hẹn gặp nhau ở chỗ cũ nha. Quyết định gì đi. Anh à, lần này nếu như mình bắt được Trương Hùng thì không uổng công anh em mình vất vả. Ừ, đến giờ này Trương Hùng vẫn chưa xuất hiện. Thật sự không hiểu vai trò của Chí Tài trong đường dây cho đến bây giờ là như thế nào. Ấy chết, lúc này cứ lo nó tới nó lui, em quên chốt với Trương Lâm là bắt Trương Hùng phải có mặt. Đúng rồi. Bây giờ em bắt hắn điện thoại lại nha. Khoan đã, anh muốn hỏi trước nói chuyện này. Ông hãy nhìn kỹ tấm hình này. Có phải ông Trương Hùng, ông biết không? Ông hỏi kỳ ghê. Có gì đâu mà ông mắc cười. Tôi mắc cười tại vì mấy người văng lưới đã lâu, mà giờ đây hỏi tôi một câu quá ngôn nghề. Nè cái ông kia, ảnh hỏi điều gì là có ý của ảnh hết. Tốt nhất là ông nên trả lời, đừng có vòng vo. Thì đó là thằng Trương Hùng. Những tấm hình này cũ rồi. Mặt mùi nó bây giờ khác nhiều lắm so với tấm hình này. Tấm hình này cũ rồi. Khác? Khác là sao? Tôi không biết giải thích làm sao cho mấy người hiểu. Nhưng bây giờ thằng Trương Hùng nó không còn phong độ và trẻ trung như trong tấm hình này. Tấm hình này chắc là chụp mấy năm trước. Nè, tôi phiền ông gọi lại lần nữa, nhớ nhắc Trương Lâm trong ngày giao dịch phải có mặt của Trương Hùng. Lúc này thằng Trương Lâm nó đã hứa rồi mà. Nhưng mà tôi muốn ông chắc chắn và hăm dọa hắn. Nếu như ngày đó Trương Hùng không xuất hiện thì ông hủy bỏ giao dịch. Ông làm được không? Cô làm gì mà căng thẳng dữ. Tôi nói như vậy đó. Sao, ông có làm được không? Thì chỉ nói thôi mà, nói sao không được.
Bây giờ tôi như con cá nằm trên thớt. Nhưng cô đừng quên, cô đã hứa cái gì với tôi đó nghe. Ừ. Alo, là tôi đây. Cái thằng cha khách hàng người Lào mắc dịch đó, cứ khăng khăng muốn gặp ông thì mới chịu giao dịch lần này. Chắc lâu ngày không gặp, nó nhớ tao chứ gì. Tôi không nói đùa với ông đâu. Ông ta cứ ông điện thoại trực tiếp nói chuyện với ông ta, ông ta mới chịu gặp mặt để giao dịch hàng. Ok, để tôi gọi điện thoại nói với nó. Khoan đã, còn chuyện này nữa. Chuyện gì? Chuyến giao dịch lần này tôi bị hụt hàng. Mày nói sao? Tôi muốn gặp mặt ông để nói chuyện này. Thôi được, tao cũng muốn gặp mày có một số chuyện. Ông đang ở đâu? Mày cứ việc mở cửa ra hành lang gặp tao. Chạy. Sao rồi? Mẹ nó, nó chạy nhanh quá. Kệ nó đi, đưa điện thoại cho tao. Tao gọi điện thoại cho thằng khách hàng mắc dịch của mày, rồi nói chuyện của anh em mình sau. Thật sự là ông không còn nhớ giọng nói của Trương Hùng sao? Chắc có lẽ lâu qua không gặp, cho nên giờ tôi không nhớ. Ông có chắc như vậy không? Lấy cho tôi xin chai nước. Cảm ơn. Lấy giùm tôi dĩa trái cây. Cảm ơn. À, cô lấy... Thôi đi, ông đừng có lợi dụng cơ hội mà đòi hỏi này nọ. Không phải, ý tôi nói, cô lấy giùm cái ghế đem lại đây, ngồi xuống, rồi tôi nói tiếp cho nghe. Tôi ngồi đây được rồi, ông nói đi. Người gọi điện thoại lúc này chính xác là thằng Trương Hùng. Hả? Ông nói thiệt không? Ông chắc chắn chứ? Cô muốn tôi nghe lầm lắm sao? Ờ, ý của tôi là tôi muốn chắc chắn là ông không nhận nhầm một người khác. Giọng của thằng Trương Hùng này đặc biệt lắm. Mọi thứ theo thời gian đều thay đổi hết, nhưng giọng thằng Trương Hùng thì không thay đổi. Ừ, như vậy thì tốt. Lúc nãy hắn dùng điện thoại của Trương Lâm, chứng tỏ là hắn đã có mặt ở đó. Chính xác. Vậy là chúng ta có thể xác định được vị trí hiện tại của bọn chúng đúng không anh? Có chuyện gì à? Lục bị trúng đạn. Hả? Phải, là do trí tài bắn. Tụi em mãi lo theo dõi Trương Lâm mà không cảnh giác được là hắn xuất hiện từ lúc nào. Khi em rút đi, còn đồng chí nào cắm lại ở đó không? Dạ có, tổ trinh sát địa phương còn ở trong khách sạn, nhưng không ai có thể tới gần phòng của bọn chúng vì bọn chúng quá cảnh giác. Vậy cũng được, không sao. À, em vừa nói tên Tài và tên Lâm phát hiện được hai người, vậy lúc đó tên Trương Hùng có ở đó không? Dạ không. Sao lại không? Hắn vừa điện thoại cho khách hàng người Lào bằng điện thoại của Trương Lâm mà. Anh có thể xác minh lại, nhưng em khẳng định là không. Cảm ơn em. Em bảo trọng nha. Dạ. Anh không có hả? Dù xảy ra chuyện gì đi nữa, đêm nay chúng ta sẽ bắt trọn ổ của chúng, không bỏ sót một tên họ Trương nào. Tôi ra ngoài hút thuốc một chút. Tôi nghĩ là ông... Tôi còn căng thẳng hơn cô nữa nè.
Thôi được rồi. Nè, nhưng mà ông chỉ được đứng gần xe thôi đó nha. Tôi biết rồi. Đối tượng tình nghi xuất hiện, các đơn vị chú ý. Ông lên xe đi. Trương Hùng đâu? Thì lên xe đi, tôi chở ông đi gặp Trương Hùng. Chà, sao lại có một mình tên Trương Lâm thôi? Nhưng mà có người đang theo đuôi ông hả? À không, không, không có. Vậy thì lên xe. Anh ơi, trả tiền taxi đi chứ. Ông cứ an tâm theo bọn chúng, sẽ có người đeo bám đó. Cô phải đưa lại cái chìa khóa túi xách cho tôi. Giỡn mặt sao? Tôi nó mà biết tôi hợp tác với công an là tôi nó giết tôi chết đó. Vậy thì ông đừng có để cho bọn chúng biết. Đi đi, nhanh, nhanh, nhanh lên. Cái gì mà lâu dữ vậy? Nó ăn gian tiền cứu xe của ông hả? Bọn này đúng là gian ác thiệt mà. Tôi bỏ đi, lên xe đi. Có gì tôi sẽ đền bù cho ông sau. Nhanh lên. Nhưng mà chắc chắn là lát nữa Trương Hùng ra mặt đúng không? Sao quan trọng chuyện đó quá vậy? Sao không quan trọng? Tao không muốn làm ăn qua lại cầu cưa cho đám đàn em của thằng Trương Hùng. Thôi được rồi, lên xe đi, rồi tôi chở ông đi gặp Trương Hùng, được chưa? Có đi không? Giờ sao anh? Đồng chí Phương tiếp tục bám theo chiếc xe đó. Các đơn vị còn lại chuẩn bị lực lượng phong tỏa khu vực mà đối tượng tình nghi sắp di chuyển đến. Sao? Ai? Con chip gắn trên ba lô của khách hàng cho thấy các đối tượng đang di chuyển đến gần trạm xăng. Bây giờ chúng ta có tiến hành mai phục chúng liền không? Đúng người mặc phục bên dưới đây. Tụi bay cách phòng cẩn thận nghe chưa? Dạ. Anh ơi, tối qua con mang dây bắt người ở ngoài cây xăng kìa anh. Dây bắt người hả? Dạ. Sao mày biết? Dạ, người dân nói vậy. Với lại có đứa báo em là tối qua có người bắn nhau gần đó. Bắn nhau hả? Dạ. Chết mẹ rồi, có chuyện là ông Lâm đó. Hả? Ông Lâm hả? Ừ, vậy mình phải làm sao anh? Hả? Đây 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 chứ. Để em gọi cho. Nhanh đi. Ừ. Dạ dạ. Gọi đi. Có chuông nè anh. Con mẹ mày. Chú đâu? Thì lúc nãy em mới nghe mà. Sao rồi? Tụi bay xong chưa? Gì mà mặt mày như đưa đám vậy? Anh ơi, tối qua có người bắn nhau ở ngoài cây xăng. Bây giờ công an đang dây bắt sùm ở ngoài kìa anh. Mày gọi điện thoại cho ai vậy? Gọi cho ông Lâm. Mày điên hả? Điên hả? Điên, điên, điên. Cái gì vậy? Bọn khùng hả? Mày mới khùng đó. Mày biết chắc chắn lòng là bị bắt rồi hả? Bây giờ mày gọi cho nó để công an tới bắt con lũ hả? Đồ điên. Bây giờ làm đi sao? Nhanh giờ. Bây giờ làm sao? Mày đó. Tụi mày tự dọn đồ đạc chuẩn bị rút. Nếu không muốn bị bắt
Nhanh lên cậu bay. Dạ. Thu dọn đồ đạc đi. Anh ơi, công an tới. Nhanh lên, công an tới kìa anh. Nhanh lên, rút. Anh Lực, mời ông. Đây nè. Tụi nó đâu rồi? Em không biết nữa anh ơi, tụi nó đi đâu mất tiêu rồi. Alo, alo. Được không anh? Mẹ đó, hết pin rồi. Mày còn cái nào không? Dạ dạ dạ, anh còn đây nè. Cho tôi mượn coi. Nè anh. Điện thoại này mà có sóng hả mày? Tao nghe nè Hào. Alo ông Vịnh, có biến rồi, giấu hàng đi. Mày nói cái gì? Alo. Hẹn ở chỗ cũ nghe. Nè, khoan đã. Ừ. Sao vậy anh? Anh ơi, công an tới. Cái gì? Nữa hả? Mình chơi luôn anh. Dạ, dạ. Đứng lại. Đứng lại. Đi. Đi lên. Hãy hạ vũ khí xuống để hưởng khoan hồng. Không thoát được đâu. Nhắc lại, các anh đã bị bao vây. Hãy hạ vũ khí xuống để được hưởng khoan hồng. Đợt truy quét tối qua diễn ra thật là mỹ mãn. Nghe nói các đồng chí chỉ bắt được tên đàn em của tội phạm đúng không? À, chúng tôi đang tiến hành làm thủ tục để di lý hắn về thành phố của mình. Theo đúng quy trình ấy, thì tên đó phải bị xử lý ở tỉnh chúng tôi trước. Tại vì việc buôn bán ma túy ấy, diễn ra trên địa bàn của tỉnh chúng tôi. Nhưng nếu chúng tôi có lệnh truy nã hắn từ tỉnh của mình, thì chúng tôi có thể di lý hắn về thành phố thuộc tỉnh của mình xử lý mà, đúng không? Theo đúng nguyên tắc là như vậy. Vậy khoảng bao lâu chúng ta mới xong thủ tục? Bây giờ các đồng chí có thể về trước. Ngay sau khi chúng tôi thu thập thông tin của tên trùm này, chúng tôi sẽ bàn giao qua bên tổ công tác chống tội phạm. Họ sẽ chịu trách nhiệm di lý hắn đến tận nơi cho các đồng chí. Vậy đến giờ hắn đã khai gì chưa? Hắn vẫn chưa khai gì. Hy vọng là hắn vẫn khỏe mạnh khi về đến tỉnh nhà. Chúng tôi đã giam hắn vào buồng giam riêng, có camera theo dõi 24/24, có người canh gác cẩn thận để đề phòng hắn tự tử. Các đồng chí có thể yên tâm. Cho tôi xin miếng nước nghe. Cảm ơn nghe. Không ngờ có ngày Trương Vĩnh này lại xuống chó như vậy. Ông già treo ghe này không biết tiếng Việt đâu. Ông đã cứu tôi hả? Chứ còn ai vô đây? Nếu tôi không hứa trả tiền công cho ông già thì ông già không dám dẫn ông lên đâu. Cái gì kỳ vậy? Ai mà thấy chết cũng cứu chứ. Cứu ông? Rồi ai biết ông quay lại giết ông già này lúc nào? Nhìn ông là biết dân giang hồ có sổ mã rồi. Ai dám lời gần? Ông là ai? Tôi chưa hỏi ông là ai thì ông đừng hỏi tôi làm gì. Cũng phải, giang hồ mà, mèo nước gặp nhau, coi như tình ở ông mạng. Ông không cần nói như vậy. Tôi thấy từ khi ông có mặt trên cái xuồng này thì mọi chuyện đều trôi chảy suôn sẻ, coi như xí xóa bỏ qua. Ông không cần nói tôi. Ông nói vậy cũng được. Lâu lắm rồi tôi mới gặp được một người sảng khoái như ông. Ông tên gì? Kêu tôi Quang là được rồi.
ông Hoàng. Có chi mà cười? Ông Hoàng. Ờ. Giờ phút này mà còn coi người kia mình là ông Hoàng. Còn ông tên chi? Trương Vĩnh, hai chữ gì thôi. Hả, ông nói cái gì? Ông là Trương Vĩnh. Ừ. Có phải là anh em của Trương Hùng không? Sao ông biết? Trời ơi, ông mau nhảy xuống sông, mau nhảy ra cái xuồng này ngay, nhảy xuống sông cho tôi, nhanh đi. Tại sao? Tại sao? Công an bên kia đang truy bắt bọn của tôi ông. Tôi may mắn lắm mới thoát dậy cái chỗ này. Bây giờ ông không thấy tôi thân tan ma dài hay sao? À, thì ra ông là một trong hai người nhận hàng đợt này hả? Còn nội nữa hả? Ông làm ăn cái kiểu gì? Làm ăn cái kiểu gì? Công an sợ gái không hay nữa. Cái gì mà sợ gái? Không phải sao? Ngày đầu tiên tôi tới khách sạn là bị công an bắt rồi. Nếu không gì họ muốn bắt Trương Hùng thì anh em các ông đã bị họ bắt từ lâu. Ông nói cũng phải. Bởi vậy tôi nói dễ dàng cướp được tang vật. Thôi thôi, ông không nói nhiều nữa. Nhảy xuống sông, nhảy ra cái xuồng này cho tôi mau. Ông nhảy lên. Cái gì? Nhảy xuống sông hả? Ông nhảy xuống đi, con sông này nó càng lắm, không chết đuối đâu. Ông cố gắng bơi vô bờ, rồi lên bờ tìm cách trà trộn như làm dân buôn, rồi về Việt Nam. Còn đây là địa phận nước khác rồi. Làm sao tôi qua được biên giới? Cái đó là chuyện của ông, không phải chuyện của tôi. Bây giờ ông nhảy xuống mau. Không còn thời gian nữa. Ông mau nhảy xuống, xuống đi, nhanh xuống. Ông cứ bơi thẳng đi, bơi thẳng. Tôi nói cho ông biết, chưa lần nào mà tôi đi buôn bị lộ vốn khủng khiếp tè tôi như lần này. Nhanh lên đi, làm gì đi chậm như vậy? Đi. Đi. Nhanh lên. Để tôi tự đi. Bên đây nè. Tao đâu có hút chích quá liều đâu mà sao mắt tao bị hoa hả mày? Chị nói gì vậy? Không hiểu gì hết. Mấy ông ở trong biệt đội trừng phạt của ông Hùng giờ hết thời đi bán ma túy dạo hả? Cái thằng này giống giang hồ con, muốn mình giống đội đỏ. Ủa mặt nạ đâu cưng? Kéo mặt nạ xuống. Ừ. Đại ca, đây là người đại ca cần tìm nè, xử lý đi. Ừ, thằng này lên làm đại ca rồi hả? Tao nhìn cái mặt của mày, tao thấy miệng của mày vẫn còn hôi sữa, cỡ tuổi thằng này thôi mà. Bà thích nói sao cũng được. Tôi được lên bà Hồng hỏi bà chỉ vài câu. Có phải đêm hôm đó bà là người cuối cùng gặp A Lý đúng không? Phải thì sao, mà không phải thì sao? Sao mấy người cứ đi tới đi lui rồi hỏi tới hỏi lui hoài bộ không biết chán hả? Có thể bà biết ai là người giết A Lý, nhưng bà chưa nói. Mày khùng hả? Nếu như mà tao biết là ai giết A Lý á thì tao phải nói liền ra chứ, mắc mớ gì mà tao để cho người ta tới hỏi lui tao hoài hả? Hiểu không? Nếu như bà muốn bao che cho hắn ta thì sao? Thằng này khùng hả? Ông Hùng còn chưa biết là ai giết A Lý, làm sao mà tao biết được là ai giết ông Lý rồi tao bao che cho nó? Sao mày hỏi khó vậy? Tôi hỏi chị một lần cuối, hôm đó chị thấy ai đi cùng A Lý?
Tao không có thấy ai hết. Vậy trước khi gặp A Lý, bà gặp ai? Mày á, mày, mày hỏi khó tao quá. Mày, bây giờ mày hỏi ngày hôm qua tao gặp ai tao còn không nhớ. Làm sao mà tao nhớ được cái người mà tao gặp một thời gian rồi. Hôm đó ở trong bà có đứa thấy chị gặp ông Minh với ông Triệu đúng không? Nói đi. Tôi chỉ hỏi chị như vậy thôi, chứ mấy thông tin đó tôi biết hết rồi. Có phải thằng Kiệt đã giết A Lý đúng không? Mày tao đã nói không biết là tao không biết. Mắc cái mới gì mày hỏi tao hoài vậy? Đứng lên, tao nói mày đứng lên. Giờ mày nói không? Em nghe nè chị. Thằng Tiến hả? Dạ 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 được, em tới liền đây. Mày giam lỏng nó lại, bất cứ lúc nào bà Hồng cũng có thể tra hỏi nó. Liệu mà canh giữ cho cẩn thận, nó mà trốn thoát tao giết mày chết. Đi, đi theo tôi. Mày buông ra. Đi theo tôi đi, tôi không muốn làm gì đâu đâu. Đi. Buông tôi ra. Đi. Buông. Tôi biết, nhưng chuyện này phải chờ ông Hùng về đã. Còn chần chờ cái gì nữa, tự ta chỉ xử lý vô này cũng lượt bà. Tôi sợ cái lắm làng em của thằng Lâm nó quá tay thì hơi bột hơi lượt hết. Tụi nó cũng đâu có kinh nghiệm tra hỏi gì đâu. Tôi biết, nhưng chuyện giao hàng quan trọng hơn. Tôi nghĩ chuyến hàng lần này không được suôn sẻ. Bộ hàng có chuyện gì hay sao mà không được suôn sẻ? Bình tĩnh đi, chỉ là linh tính của đàn bà thôi. Bởi vì ông Hùng đi 3 ngày nay mà không gọi cho tôi cuộc nào hết á. Hay là ông gặp con hàng lào ngon cơm bên biên giới rồi? Nói tầm bậy. Nếu chị không nhanh tay xử lý cái vụ lỗi gián này thì tôi cũng không có tâm trí lấy bà làm việc. Tôi biết, tôi cũng đang cố gắng đây. Đàn em ông Lâm á, tạm thời do tôi quản lý. À, tụi nó cũng điều tra được một chút manh mối. Manh mối gì? Tụi nó ra sợ cậu mất vui thôi. Chị cứ nói đi. Một trong hai kẻ tình nghi đã bị ông Lâm bắn chết. Là Minh Giới hả? Phải. Nhưng có người thấy nó và thằng Kiệt đi gặp con Kiều trước khi A Lý ra ngoài. Vậy thì tại sao không nhanh tay bắt thằng Kiệt đi? Vụ này phải chờ ông Hùng về xử lý. Chờ, chờ hoài. Không lẽ 1-2 tháng sau ông không về? Chỉ có chờ như vậy hoài sao? Làm gì có chuyện đó. Ê, ông về rồi kìa, tôi gọi lại cậu sau nha. Anh, hành lý của anh đâu hết trơn rồi? Giữ được cái mạng về tới đây là may mắn lắm rồi. Đòi hỏi gì nữa? Anh nói vậy là sao? Thua hết rồi. Công an bố ráp tất cả mọi thứ. Chết, có ai bị bắt không anh? Mấy ngày hôm nay di chuyển bằng đủ thứ mọi phương tiện, đường bộ, đường thủy, quăng bỏ tất cả mọi thứ, không liên lạc được với ai hết. Ở nhà có chuyện gì không? Dạ không. Chỉ có A Hải là phiền thôi. Nó muốn gì nữa? Nó cứ hỏi dồn dập chuyện điều tra người giết em nó. Vậy mà anh tưởng nó quậy phá chuyện làm ăn chứ. Em cũng đang nghĩ đến chuyện này đây. Càng nghĩ em càng thấy lo quá à. Bởi vì A Hải nắm giữ vai trò rất quan trọng. Em chỉ sợ anh giữ thân phận không lâu được với người nhà đâu. Chuyện này anh đã nói cho thằng Lâm biết rồi. Vậy thì tốt. Nhưng mà em nghĩ bây giờ anh nên thâu tóm bớt công việc của A Hải lại đi anh.
Cũng đúng. Sau chuyện này anh rút rất nhiều kinh nghiệm. Chắc lần này mình phải nghe lời mấy thầy phong thủy, tập trung dịch chuyển tất cả mọi sự làm ăn sang hướng Nam, không đi theo hướng Đông nữa. Ủa, vậy mình không làm gì với tụi Lào nữa hả anh? Vẫn làm chứ, vẫn giao dịch với Lào và Campuchia, nhưng sẽ giao dịch tất cả những tỉnh ở phía Nam, không chạy lên phía Bắc. Dạ, dạ em hiểu rồi. Alo, ai đó? Ai vậy? Trương Vĩnh. Vài bữa nữa tao nghỉ rồi, không biết có ai chăm sóc tụi mày nữa. Không biết tụi bay có nhớ tao không à? Tất nhiên là tụi nó sẽ nhớ cụ rồi. Bởi vì có một mình cụ thân thiết với tụi nó mà. Không nhớ cụ thì nhớ ai? Ủa, sao cậu lại về đây? Tôi ở quê lâu quá rồi, cũng ngứa ngáy chân tay nên muốn đi làm lại. À, tôi đi xe ôm tới. Không phải chuyện đó. Cậu không nên về làm lại ở đây. Tại sao vậy? Họ đang điều tra về cậu á. Tại sao lại điều tra về tôi? Tôi đâu có biết. Nhưng cô Kiều và bạn của cổ bị bắt á, và bị tra tấn mấy ngày nay. Bây giờ họ đang ở đâu? Tôi hỏi bây giờ họ đang ở đâu? Họ đang chờ cậu từ sáng ở hồ Ca Sấu. Trói nó lại. Dạ. Tại sao muốn chia tay với em? Hả? Hay là tại vì đã yêu con Lâm rồi cho nên anh muốn chia tay với em phải không? Chỉ đơn giản là anh đi suốt ngày, không có thời gian để chăm sóc cho em. Nếu mà làm như vậy sẽ phí tuổi thanh xuân của em. Đó chỉ là cái cớ thôi mà. Còn nếu như mà anh không có tìm được lý do nào thích hợp hơn thì thôi khỏi chia tay đi nha. Anh chỉ đơn giản là tụi mình không thích hợp. Nếu kéo không có hạnh phúc, chúng ta chia tay nhau đi. Chị đã cút đi. Đồ, đồ cố nạn. Cố mà. Em làm cái gì vậy hả? Đồ bạc tình, đồ bạc bẹo, đồ bạc lan. Lan là cái gì hả? Lan bạc. Tôi thích tôi nói vậy đó. Cố nạn. Đây đây, cậu đứng đây để nghe chửi là cái gì? Chửi mẹ mày đó. Xin lỗi. Tôi có níu kéo anh câu nào mà anh phải nói với tôi câu đó. Bây giờ tôi nói lần cuối cùng, anh biến ra khỏi mắt tôi, biến cho lẹ. Còn nếu không tôi đánh anh tin không? Đi không? Ơi, kể cả anh nữa. Đi, hai người khốn nạn như nhau. Đi, đi lẹ. Ơi, đây không liên toàn quan à. Khốn nạn, toàn một lũ đàn ông khốn nạn. Đi, toàn một lũ đàn ông khốn nạn. Sao đàn ông các người khốn nạn quá vậy? Từ trên xuống dưới, từ già tới trẻ, thằng nào cũng khốn nạn như nhau. Chưa bao giờ tôi gặp được một thằng nào đàng hoàng hết trơn á. Đàn ông toàn là một lũ khốn. Khốn nạn trừ ông. Hai thằng ló vào lại thực thi với nhau quá hả? Ừ, ý của ông là hai người đó. Hai người đó. Kiểu sao không? Đây là đâu? Tôi cũng không biết nữa. Bà Hồng đưa mình tới đây á. Kiều à, cẩn thận đó. Đau quá Tiến ơi. Mặt tao miệng tao đau quá. Tiến, tao xin lỗi. Vì tao mà Mày cũng bị liên lụy. Xin lỗi nha. Không có gì hết. Được đồng cam cũng khổ với Kiều là tôi vui rồi. Ê thằng kia, làm gì cũng phải có tôn ti trật tự nghe mày. Mày nhỏ hơn tao, mày phải xưng em, mày kêu chị nghe chưa? Tình yêu thì đâu phân biệt tuổi tác chứ. Kiều à, Kiều đừng thờ ơ với tôi như vậy nữa có được không? Bây giờ phải tìm cách đi ra khỏi chỗ này chứ, để không tôi Kiều. Vô này tôi giết mình chết. Kiều à, tôi muốn hỏi Kiều,
Kiều phải trả lời thật cho tôi biết. Kiều cũng có tình cảm với tôi có đúng không? Mẹ mày khùng á, cái thằng kia. Mày đừng có thừa đục nước béo cò nghe mày. Tao lúc nào cũng là chị của mày nghe chưa. Tao chỉ cảm thấy có lỗi khi làm cho mày bị liên lụy, mày bị vô trong này, bị đánh. Mà mày bị khùng hả? Giờ này là giờ nào mà mày đi nói bằng cái chuyện tào lao đó. Bây giờ mày tìm cách mày đưa tao ra khỏi đây. Mày đưa tao ra khỏi đây. Chạy đi, xong rồi mày muốn nói cái gì mày nói. Chạy cái gì mà chạy chứ. Bây giờ có làm cách nào cũng không thể sống sót được đâu. Cái tôi cần biết bây giờ là tình cảm của Kiều đối với tôi như thế nào. Kiều à, Kiều có yêu tôi không? Tao không có gì với mày hết. Tao rất thích thằng bé này. Đẹp trai, trung thực, hết lòng lo lắng cho người mình yêu. Nó yêu mày đó. Nhưng mày có biết là tất cả những cuộc tình lãng mạn đẹp đẽ trên cuộc đời này đều kết thúc không có hậu không? Ông nói còn điên cái gì vậy? Yên tâm, chăm sóc nó cho tao. Dạ, dạ. Tôi không hiểu ông nói cái gì hết. Tiếp tục chăm sóc nó cho tao. Thôi đừng đánh nó nữa. Con chị nó đau lòng rồi. Mày nói cho tao biết, thằng Kiệt có quan hệ gì với thằng Minh, và chuyện nội gián trong băng đảng của tao là sao? Tôi không biết. Mày dám ăn nói mất dạy với tao vậy hả? Đánh nó. Dạ. Không đau lòng hả? Hay mày có trái tim sắt đá? Cho dù mày không yêu nó thì mày cũng có tình người đúng không? Nói đi, mày nói cho tao biết, có phải ngay từ đầu thằng Kiệt với con Mai Lâm đã thông đồng với nhau đúng không? Tôi không biết, làm sao tôi biết được chuyện đó. Mà tôi biết cái gì tôi cũng đã nói cho ông biết hết rồi. Còn bây giờ ông thả nó ra đi, nó không liên quan. Thả nó ra đi. Thả nó ra. Mày đẹp sao mày ngu quá vậy? Tự nhiên tao thả nó ra. Hình như là không có máu thì tụi bay không chịu nói đúng không? Ok, tao chiều mày. Con kia, mày nói cho tao biết, thằng Kiệt với con Mai Lâm là nội gián đúng không? Tôi không biết, tôi không biết. Nhưng mà đừng. Đừng. Đừng làm vậy hả? Được, tao chịu mày. Sao? Sao hả? Sao mày khóc? Tao biết mày bình thản lắm mà. Tại vì mày biết chắc rằng con người phải chảy hết 3 lít máu rồi mới chết. Nói, nói cho tao biết, có phải thằng Kiệt với con Mai Lâm là nội gián đúng không? Tôi không biết. Tôi không biết. Ông làm ơn đưa nó đi cấp cứu đi, tôi là ai không?
Đưa nó đi cấp cứu đi mà. Được, tao sẽ cho nó đi cấp cứu, với một điều kiện là mày nói cho tao biết tại sao, tại sao con Mai Lâm lại xin nghỉ đúng ngày thằng Ali chết. Nói. Tôi không biết, tôi không biết. Tôi lại ông, đưa nó đi cấp cứu đi. Tôi nhờ mấy người đường tiến đi cấp cứu đi. Được, tao tin lời mày. Mày không biết đúng không? Tao cho thời gian mày suy nghĩ, nhưng mày nhớ cho kỹ nghe, 3 lít máu trong người của thằng này chảy ra nhanh lắm đó. Suy nghĩ đi. Khỏe không nhau? Tao hy vọng là có câu trả lời của mày trước khi nó chết. Rút tụi bay. Tiến ơi, cố lên, cố lên Tiến. Tiến cố lên. Đừng, cố lên, đừng. Chịu đi. Đừng mà Tiến. Đừng nói Tiến gì. Tiến ơi, Tiến. Tiến cố lên, Tiến. Tiến, Tiến ơi. Mày làm gì đó? Ông Tài, bà Hồng, chuyện gì đang xảy ra vậy? Cậu còn hỏi nữa hả? Cậu khai ra mau đi. Có phải cậu câu kết với thằng Minh Giới làm nội gián không? Bà nói cái gì vậy? Tôi mới về ở dưới quê lên, tôi nghe mọi người nói thằng Minh giao hàng xong thì bị bắt, rồi có người nói nó bị kẻ thù giết. Thật sự tôi không biết chuyện gì đang xảy ra. Mày đóng kịch giỏi lắm, nhưng cái gì cũng phải từ từ, đừng có câu giờ, chán lắm. Tôi đóng kịch gì chứ? Đóng kịch hả mày? Đóng kịch gì hả mày? Đông kịch hả? Đông kịch hả? Mày nói chưa? Bây giờ ông bảo tôi nói cái gì bây giờ? Mày chịu nói chưa? Tôi nói cái gì? Nói cái gì hả? Mày nói. Mày với thằng Minh Dế hầm mưu giết A Lý như thế nào? Tôi với thằng Minh đâu có giết A Lý. Không giết hả mày? Không được giết hả? Mày có biết tại sao tao bắt mày với con Kiều tới đây không? Tôi, tại vì trước khi chết thằng Minh Dế nó khai ra mày với con Kiều và còn cả con Lâm nữa. Tôi thật sự không biết chuyện này mà. Mày có chịu nói không? Nói mau khai ra hết đi. Chắc là tại thằng Minh nó thù tôi, nó hận tôi vì tôi cướp con Kiều từ tay nó, cho nên nó gấp lửa bỏ tay người đó mà. Cậu nói dễ tin quá ha. Một người cận kề cái chết, có gan bằng trời cũng không nghĩ ra kế hoạch vu khống cậu đâu. Tôi nói thật, từ trước tới giờ nó vẫn hận tôi về chuyện này. Mày ngoan cố hả? Ngoan cố, ngoan cố, ngoan cố hả? Ngoan cố hả? Nói. Mày thông đồng với thằng Minh Dế giết A Lý như thế nào? Nói. Tôi nói thật, tôi không hề biết chuyện này. Tôi và thằng Minh không hề giết A Lý. Không phải là mày với nó, tụi mày thân thiết với nhau trước khi thằng A Lý chết hả? Hả? Tôi. Nói. Mày cấm miệng hả? Cấm miệng hả con? Mau khai ra sự thật. Nói. Tôi thực sự không biết mà. Không biết mà. Dạ điên hả con? Tháo về cho nó, đem nó xuống trong kho nhốt chung với con kia. Cứ ở yên trong đó, đợi khi nào nó tỉnh lại đánh nó tiếp cho tao.
Nè, yên tâm đi, trước sau gì nó cũng khai ra thân phận của nó thôi. Em sợ gì? Dạ. Thấy sợ anh hả? Dạ không phải, nhưng mà em thấy mình mạnh tay quá cũng không phải cách hay anh. Không làm vậy thì phải làm sao? Phải làm bằng cách nào? Quỳ lại nó hả? Dạ không phải, nhưng mục đích của mình chỉ tìm một đứa nhận tội cho có logic, xoa dịu A Hải thôi mà. Em cũng biết tính thằng Hải rồi đó. Sau khi chuyện này xảy ra, cho dù mình có bù đắp cho nó bao nhiêu tiền đi nữa thì cũng phải cần xoa dịu nó bằng cách xử thằng Lực đó sao? Bà Hồng đã cử đội đỏ ra đây gặp Vĩnh Hào để tìm mọi cách giải cứu Trương Lâm. Ừ, tên Hào tên Vĩnh vẫn còn lẫn quẩn ở đây nè. Từ ngày tên Lâm bị bắt, chúng im lặng như vậy sao? Vậy là em nghĩ chúng đang theo dõi chúng ta rất kỹ. Phải, chúng không dại dột đến nỗi đột nhập vào trong này. Vậy là chúng ta còn rất ít thời gian anh à. Cứ cho là bọn chúng xuất phát từ sáng sớm nay, nếu đến đây được thì phải chiều mới đến. Vậy là anh đã có cách đối phó cho bọn chúng rồi sao? Vẫn chưa, nhưng chúng ta phải có phương án tránh đối đầu trực tiếp với bọn chúng, để tránh tổn thất nặng nề cho cả hai. Ừ, anh muốn em làm điều gì trước tiên? Em lập cho anh hai đội áp giải, số lượng người, số lượng xe giống hệt nhau. Ơ, nếu vậy là anh muốn đánh lạc hướng bọn chúng à? Cũng không hẳn là vậy. Anh muốn chia rẽ lực lượng của bọn chúng, để chúng không tập trung tấn công chúng ta. Vậy là anh muốn áp giải Trương Lâm về đường bộ sao? Một đội đi bằng đường bộ, còn đội kia đi thẳng ra cảng. Được, em sẽ tiến hành làm các thủ tục ngay. Hy vọng là chúng ta sẽ về nhà sớm, để cho anh kịp làm đám dỗ chị. Anh cảm ơn em đã nhớ tới ngày dỗ của vợ anh. Không có gì ạ. Wow, để tôi giúp cho. Nên lấy cái cưa này, cưa dây rồi trốn hả? Trốn nè. Nói cho mày biết, mày mà trốn thì tụi này chết chắc. Thôi để nó đi, biết điều gặp nhiều may mắn, nghe cưng. Thôi đi. Cái thằng này nó trâu bò lắm, đánh như vậy không ăn thua gì đâu. Phải tìm cách nào đó đánh để đâu từ bên trong, mày hiểu không? Mày làm gì vậy? Mày nhìn đi. Dừng lại! Mày điên hả? Mày có ngồi mày đánh tao đi. Mày thả tao. Thôi đi. Mày làm gì vậy? Vậy mày cầm cái cây đi, đánh nó thả tao. Nếu muốn tao không đánh nữa thì đừng nghĩ tới chuyện bỏ trốn. Anh Kiên, anh hãy bỏ ý định bỏ trốn đi. Anh cũng biết là xung quanh ngôi biệt thự này địa hình rất hiểm trở.
Như Kiều, Như Kiều, em có sao không Như Kiều? Như Kiều, em có nghe anh gọi không? Như Kiều, Như Kiều. Mai Lâm, cô nhìn thử nè, biệt thự của nhà bà Hồng nằm ở nơi khá là đặc biệt, nhưng tôi phát hiện một sơ hở mà chúng ta có thể lợi dụng được. Đó chính là cái hồ cá sấu này. Anh có thể nói rõ hơn không? Cô nhìn đi, cái hồ cá sấu này nằm sát cạnh bãi đất trống ở phía sau căn biệt thự và chỉ được bảo vệ bằng lớp lưới B40. Nhưng lớp lưới có tới 4 lớp lận. Nhưng chúng ta vẫn có thể xâm nhập dễ dàng bởi cái chiến sĩ cơ động. Tôi hiểu. Vấn đề tôi đang lo là anh sẽ câu giờ bằng cách nào để đánh lạc hướng bọn chúng trong lúc chúng tôi thực hiện kế hoạch này. Tôi có thể gây sự chú ý của chúng tối đa là 30 phút. Sau khi lớp rào bị phá, chúng tôi cần khoảng 10 phút để di chuyển vào nhà kho và xử lý bọn đàn em. Trong trường hợp cuối cùng, nếu Mai Lâm vẫn chưa giải quyết được chúng, thì tôi sẽ hô hào lên là có người tố cáo bọn chúng giam giữ người trái pháp luật. Tôi sẽ cố gắng hết sức, nhưng nếu không đủ thời gian thì mình phải bứt dây động rừng để cứu người trước. Còn những chuyện lớn thì tính sau. Quyết định vậy đi. Ừ. Báo cáo, có 4 đầu gấu vừa rời khỏi nhà đó. Vậy là quá tốt, cô có thể rút ngắn được thời gian xâm nhập. Để coi sao. Cho tôi mượn ống dòm. Ai đang vô nhà bà Hồng kìa? Đúng là trời giúp ta. Cô có biết ai là quế nhân giúp chúng ta trong lúc này không? Ai vậy? Mày qua đây làm gì? Tôi nghe nói hôm nay ông bà xử lý cái thằng lõi gián mà. Tôi muốn lít thân ra tay xử lý nó, cũng như muốn lít thân tra hỏi tụi nó, để coi tụi nó gian sinh tha chết như thế nào. Và quan trọng nhất, tôi muốn tra hỏi xem cái cách mà nó lại ra tay hạ độc thủ với thằng em của tôi. Sao vậy? Cái liệu tôi làm là chính đáng mà. Tôi hứa, sau khi xem xong vở kịch này, tôi sẽ lên máy bay về Hồng Kông liền. Chỉ mất có vài ba tiếng thôi. Mày ngồi xuống đi. Mày đứng quơ tay quơ chân mệt ốc lắm. Chứ không phải lúc trước ông thấy tôi như vậy ông rất thích sao? Còn khen tôi là nhiều năng lượng lắm mà. Lúc trước khác, bây giờ khác. Cũng phải thôi. Cái gì cũng phải thay đổi theo thời gian mà. Tôi với ông anh Lây cũng không gặp trực tiếp nhau cũng là 2-3 năm rồi. Không trách ông anh có thay đổi lực. Thưa ông, có công an khu vực muốn vào gặp. Họ muốn gì? Dạ, nghe nói họ muốn kiểm tra. Được, cứ cho họ vô đi. Dạ. Cái đám công an mò tới đây để làm gì? Ông bà có cần tôi phải lánh mặt một chút không? Không cần đâu. Nếu lánh mặt họ phát hiện ra còn xin nghi thêm. Mày qua bằng đường nào? Có giấy tờ đàng hoàng không? Đi đường chính ngạch chứ. Đàng hoàng nghiêm chỉnh. Tưởng tôi giống cái bữa mà tôi lên cơn khùng hay sao? Xin chào. Chào các anh. Chào ông bà. Tôi được báo là có người nước ngoài khả nghi xuất hiện ở khu vực này. Tôi mong là ông bà hợp tác với chúng tôi để kiểm tra thủ tục hành chính. Có ai đâu mà khả nghi. Đây là ông bạn của tôi, là doanh nhân từ Hồng Kông mới qua thăm. À, phải rồi. Đây là passport của tôi. Tên của tôi là Trung Tung Trang. Các anh cứ gọi tôi là anh Trương là lượt rồi. Không biết tại sao mà cái tên của tôi dịch qua tiếng Việt nghe nó lạ quá hả? Tung Trang. Là giấy tờ thiệt đó, chứ không phải giả đâu. Mời các anh ngồi uống nước, rồi từ từ mình bàn việc tiếp nghe. Đúng rồi, mời mấy anh ngồi. Hai thằng kia đâu? Hai thằng kia đâu rồi? Tại đội kế hoạch, phi tăng tụi nó cho tao. Công an đây trong nhà kia kìa. Công an, bây giờ phải làm sao? Công an... Mày bình tĩnh lại coi.
Bây giờ đem tụi nó ra khỏi nhà là lỗ hết. Ta không biết có bao nhiêu công an ngoài kia nữa kìa. Vậy chỉ còn cách xử lý tụi nó rồi giấu nó đi. Chuyện đó tính sau đi. Bây giờ trước mắt là đem tụi nó ra khỏi nhà đã. Công an kiểm tra đi vòng vòng mà thấy mình giam giữ người trái phép thì phiền lắm. Phiền cái gì mà phiền? Kiểu này chắc lên công an phường uống nước trà dài dài quá. Ông chửi mày ngu không uổng. Cái tội này đi tù cũng vài năm. Cái gì? Đi tù hả? Ta không muốn đi tù. Im đi. Nếu không muốn đi tù thì làm lẽ lên. Quan, bây giờ phải làm sao? Mày không nghe ông nói hả? Bọn chúng đang tiến tới gần đây, có vẻ như muốn đẩy hai người kia xuống hồ cá sấu. Chúng ta cách xong năm lớp hàng rào, chỉ cần đợi lệnh là xong vào bắt chúng. Khoan, tôi nghĩ là có thể giải quyết chuyện này một cách êm thấm. Vậy là không cần tấn công sao? Phải, nhưng với điều kiện chúng ta phải có súng gây mê. Cái này để tôi kiểm tra lại. Chống đôi hả? Chống chết. Chống chết. Chống chết. Chó. Bây giờ mày muốn quăng họ xuống hồ cá sấu đi nữa, cá sấu cũng không ăn kịp đâu. Rồi công an nó phát giác, tao với mày mang tội giết người đó con. Tao với mày chỉ làm theo lệnh thôi. Nếu mà có bị bắt á, ông bả mang tội chủ mưu. Lãnh tội chủ mưu cái con khỉ. Ông bả có đầu óc chứ bộ. Ông bả sẽ đổ hết tội lỗi lên đầu tao với mày. Ông bả nói ông bả không biết gì hết, tao với mày sẽ đi tù đó. Ừ hả? Vậy bây giờ tao với mày giục tụi nó xuống hồ đi. Nếu không tao với mày bị tội giam giữ người trái phép cũng vậy à. Với cái tội bắt giam giữ người trái phép, ở tù chỉ có 5 năm thôi. Còn mày giết người với tính chất côn đồ như vậy á, bị tử hình đó. Tử hình mày thì có. Bây giờ tao không nói nhiều, tao sẽ đi khai báo. Mày điên hả? Mày làm gì vậy? Tao quýnh mày đó. Mày điên hả? Mày mà đi đầu thú á, ít nhất thì cũng 5 năm tù. Thôi được rồi, bây giờ ta sẽ quăng nó xuống hồ. Sao giờ mau lên, bọn chúng đánh hai người kia sắp chết rồi kìa. Nè, sao lúc nãy cô nói chúng ta có thể làm âm thầm cho ai biết hết? Chỉ khi nào chúng ta có súng gây mê thôi. Ai nói là không có? Mày, mày có sao không? Sau này ông bà nên để ý từng đối tượng nước ngoài xuất hiện ở đây. Có gì thì báo cho chúng tôi. Chúng tôi không vô trung tâm thành phố, chỉ ở miết trong nhà, làm gì có biết ai đâu mà báo. Cũng may là hôm nay anh đến đây báo, chúng tôi mới biết tin đó. Tại vì gần đây thường xuất hiện đối tượng xấu người nước ngoài trà trộn vào các vùng hẻo lánh để tổ chức đánh cướp. Mà gia đình của ông bà là đối tượng lý tưởng của chúng, nên ông bà phải hết sức cẩn thận. Gia đình tôi lúc nào cũng có bảo vệ. Người làm thì có ở trước có ở sau. Anh không cần phải lo chuyện đó. Gửi anh. À, còn những bạn bè như thế này thì ông bà nên đăng ký tạm trú trước khi cho nghỉ qua đêm, để tránh làm phiền chúng tôi và làm phiền cho cả ông bà. À, tôi cũng chỉ mới qua đây thôi, còn chưa biết là có qua đêm ở đây hay không, hay là ra khách sạn ở ngoài thành phố nữa. Tôi thấy ở đây thì chán chết lại được. Bây giờ tôi xin phép về. Rất cảm ơn sự hợp tác của ông bà. Xin chào. Xin chào. Chào anh. Chào ông. Chào anh. Mày còn ngồi đó làm gì? Còn không mau cuốn xéo về Hồng Kông đi. Một khi mà tôi chưa thấy mặt thằng Kiệt băm dịch như thế nào thì làm sao tôi về cho lành chứ? Không có cơ hội được nhìn thấy nó đâu. Cho dù nó méo mó như thế nào tôi cũng nhìn ra được mà. Không phải, lúc nãy tôi ra lệnh thả tụi nó xuống hồ cá sấu để phi tang trước khi công an phát hiện rồi. Tại sao vậy chứ? Cũng may là đám cá sấu bị bỏ đói 2-3 ngày nay,
thành ra ăn hết xác không còn một chiếc vết. Cũng thiệt là may mắn đó, chứ nếu không thì mệt với đám công an này rồi. Còn mày nữa, mày còn đứng đó làm gì? Mau lên xác về Hồng Kông đi. Lâm đừng lo lắng quá, cũng gần tới bệnh viện rồi. Ừ. Tôi nói chắc chắn là A Hải, anh trai của A Lý. Còn giấy tờ passport đó, chắc chắn là giấy tờ giả. Cũng may cho hắn là bây giờ chúng ta chưa muốn sờ gáy của hắn. Tình hình bây giờ, anh chỉ mong là hai người họ mau chóng qua tình trạng nguy kịch để làm nhân chứng cho chúng ta. Ừ. Anh vẫn nhớ là mình phải giữ thân phận bí mật của anh Kiệt. Đúng rồi. Cho nên trong mắt mọi người bây giờ, hai người họ chỉ là hai nạn nhân biết về tung tích của Trương Hùng mà thôi. Chim đã về nhà rồi đó. Chim về nhà rồi. Yeah, nhưng chim của mày có tới hai con lận đó. Cái gì? Tao thấy có một con thôi mà. Mẹ nó, đến hai con chim lận. Tụi này cũng ma mảnh thiệt. Bây giờ làm sao? Được rồi. Alo, chia ra đi. Mày chọn xe nào? Được, tụi tao chọn con chim đầu đàn. Được rồi, còn lại đi tao. Nè. Mẹ nó, tụi này đúng quân minh chính đại gì. Ai nhà cũng chơi trò mèo dần chuột nữa. Ai biểu mày là tội phạm chi? Chơi chi với người khác mà đứng về phe chính nghĩa thì gọi là đa mưu túc trí, còn đứng về phe tà đạo á gọi là mưu mô xảo quyệt. Cái này nó về cản đó. Nó chết chắc với tao rồi. Nó quên ở dưới cản tao có những anh em thân cận sao? Ê, ứng trước phần nữa đi cha. Cái gì ứng trước? Mày làm ăn kiểu này tao cắt hợp đồng đó. Nhưng mà ở đây anh em tụi tôi. Anh em tụi bay sao? Hả? Có bao giờ tụi bay có được cái hợp đồng lời như vậy đâu? Chưa đúng không? Nếu như anh em tụi tao không lọt vô cái hoàn cảnh gấp gáp như vậy á, thì không trả tiền cái kiểu ăn cướp như vậy đâu. Nhưng mà có bao giờ tụi tao thất hứa với mày chưa? Chưa đúng không? Làm hay không? Nói đại. Làm luôn đại ca, chơi luôn đại ca. Thôi được rồi, tụi bay á, thằng nào muốn làm theo tao. Dạ, đi lên xe. Chưa biết kế hoạch của tao mà làm cái gì? Bộ tụi nó là công an hay sao mà sợ? Chứ mày nghĩ lại, giang hồ con hả? Nếu vậy thì tao trả tiền cho mày gấp 3 lần. Nhảm làm không? Làm lúc còn suy nghĩ cái gì nữa? Nói rõ đi, bây giờ có làm hay không? Nếu không tao kiếm thằng khác thế. Vậy thôi, chơi đi anh. Đại ca, thôi được rồi, làm thì làm. Vậy nè, lát xe công an tụi nó vô đường này, nó chạy thẳng ra ngoài cảng. Nó vừa dừng xe lại, tụi mày xông ra đập xe tụi nó, cắt ổ khóa để tao cứu người, nghe chưa? Nó vô đường này đúng không? Đúng rồi. Ê, nó tới kìa. Tụi mày chuẩn bị đi, nhảy lên. Chạy thẳng đi tụi bay, để nhảy đi ra. Ủa, sao tự nhiên nó quay lại?
Sao vậy anh Vĩnh? Chắc là nó đổi kế hoạch rồi. Nó bay chắc không? Nè, nè, nhanh lên đi, chở gì nữa? Thôi đi cha, địa bàn này của tôi làm, địa bàn khác làm sao tôi dám làm? Cái đồ chết ngán! Mẹ, chẳng ra gì cả. Cái gì kỳ vậy? Đi từ nãy giờ vòng vòng tự nhiên vòng quay vậy? Nó về rồi kìa. Tao thấy mà. Bây giờ làm sao? Theo dõi tụi nó đi. Để tôi gọi cho đội bên kia coi. Alo. Alo. Ông Lâm có ở đoàn xe bên mày không? Không. Tụi nó đã quay đầu lại, chạy về điểm xuất phát rồi đó. Sao kỳ vậy? Tao chắc chắn ông Lâm đã bị nhốt trong chuyến xe ra cảng mà mày đang bám theo đó. Bên tao còn có. Bên mày thì sao? Tại sao mày biết là xe bên mày không có? Tụi nó đã dừng xe lại, trong thùng xe không có con mẹ gì hết. Thôi được rồi, ông Lâm không có ở bển kìa. Tôi chắc chắn ở trong xe này nè. Tao bảo đảo với mày trong xe này không có. Cái bẫy đó, mày vô đi. Nó còng đầu mày đó. Chứ bây giờ làm sao? Không lẽ tụi nó không chở thằng Lâm về thành phố à? Tôi chắc chắn là có. Tôi mua được cái tin này từ cái ông bán cà phê dạo cho mấy đứa bảo vệ trong đồn này nè. Không lẽ tụi nó dùng cái nghi binh đánh lừa mình bằng cả hai đầu xe? Cũng có thể. Mày đó, mắc mưu tụi nó rồi. Nhưng mà cũng lạ thiệt, tôi vẫn không hiểu. Nếu như không đi bằng đường bộ, cũng không đi bằng đường cảng, vậy nó áp giải tội phạm đi bằng đường nào chứ? Công nhận chuyến đi thật là thú vị. Cậu có thấy vậy không? Tao thấy bình thường. Tao là doanh nhân, đi máy bay như cơm bữa. Chỉ có cái phường ngồi văn phòng suốt, lâu lâu được đi máy bay, cho nên mới thấy thú vị thôi. Cậu hiểu sai ý tôi rồi. Tôi muốn nói á là cảm giác của tôi đang áp giải phạm nhân. Chưa bao giờ mẹ em thấy chú áp giải phạm nhân nó lại trơn tru và thú vị như vậy. Dùng hai đoàn xe đi nghi binh đánh lạc hướng, rồi tôi bay áp giải tao bằng đường máy bay. Đúng là phường tiểu nhân. Tụi bay khinh địch quá rồi đó. Chúng ta đường đường chính chính đi ra đường sân bay, phải gọi là phường quân tử mới đúng. Nhưng mà được như vậy á cũng nhờ phần lớn là công của anh. Chúng tôi thấy rất là cảm kích. Không dám. Từ nay tao sẽ đổi tên là Trương Lâm, chứ không phải là Trương Lâm. Chứ ở đó mà hợp tác. Trương Lâm hay Trương Lâm gì cũng được, về đồn rồi giải quyết. Phải từ từ chứ. Sao? Đi thì đi. Nè, cái tiền mà bán hai con cá sấu con á, mà giữ đi, tao không dám giữ đâu. Mày sợ ông Tài với bà không phát hiện hả? Thì đương nhiên phải sợ rồi. Mà tao nói mày nghe nè, mày không nên để nó bên mình. Có chuyện đó con. Không nói mày ngu cũng uổng. Chẳng lẽ ông bà ấy lục túi quần của tao với mày? Mày đề phòng chẩn hơn, đúng không? Tao không sợ ông bà phát hiện, tự nhiên trong túi tao có nhiều tiền. Tao chỉ sợ cái miệng của mày à. Miệng tao sao? Ăn nói lung tung, lộ tẩy là chết cả đám nha con. À, tao nhớ rồi, mày dặn tao phải nói là
tao với mày dục xác ông Kiệt với bà Kiều xuống hồ cho cá sấu ăn mất xác là đúng không? Rồi còn gì nữa? À, ăn mất xác, mất quần mất áo luôn đúng không? Còn gì nữa không? Thì mất xác là hết rồi ba, còn gì nữa? Rồi còn chuyện hàng đào tối hôm qua. Là có hai thằng ăn trộm vô nó cắt hàng rào, xong sáng hôm nay tao với mày phát hiện đúng không? Giỏi. Vậy giờ sao tao với mày mới mò mặt về? Thì tao với mày đi bắt cá sấu. Mày làm gì vậy? Tao giục mày xuống hồ cá sấu trước khi ông giục tao. À, tao nhớ rồi. Mày dặn tao là nói là tao với mày đuổi theo hai tên trộm, cho nên bây giờ mới về đúng không? Giỏi, nhưng mà mày phải nói nhanh, chứ mày lắp bắp kiểu đó ông bà sẽ nghi liền. Bây giờ mày nhớ chưa? Giờ mày nói thì tao nhớ, nhưng mà lát gặp ông bà không biết tao nhớ không nữa. Tại vì tao gặp ông bà tao quýu hết trơn rồi. Mày nói đi, có gì tao hùa theo nha. Rồi được rồi, tao nói mày chỉ hùa theo thôi. Đúng rồi, vậy nha. Không biết có nhà không nữa. Hai thằng bay chết bất sắc ở đâu bây giờ mới lết mặt về? Dạ tụi em. Mày nói đi. Hả? Dạ tụi em đi bắt trộm. Trộm nào? Mày nói... Dạ tụi em rất trộm. Dạ hôm qua nhà mình có hai ăn trộm á anh. Nó vô nó cắt hàng rào cảm gai, xong nó bắt đi hai cá sấu của mình, rồi đem dí theo, dí hoài rồi mất dấu luôn đúng không mày? Dạ đúng rồi đó anh. Đúng rồi anh. Mất dấu sao không về báo liền mà bây giờ mới về hả? Dạ thưa chị, em nghĩ hai con cá sấu nó to lắm, cho nên nó phải đem ra chợ nó bán, rồi tụi em phải ra chợ coi tình hình như thế nào mà không có tin tức gì hết, đúng không mày? Dạ đúng rồi đó anh. Đúng rồi đó chị. Dạ em nói thiệt đó anh. Dạ tụi em xin thề, tụi em nói thiệt đó anh. Tụi em nói thiệt đó anh. Anh tin tụi em đi anh. Dạ anh. Anh tha cho em đi anh. 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 Mày dựng chuyện đúng không? Không. Em nói thiệt đúng không? Em thề mà, em thề mà. Anh thương em không hết. Em đừng dám phản anh đâu anh. Anh tha cho Hoàng đi. Tụi em nói thiệt, tụi em không có nói láo đâu anh. Dạ tụi em nói thiệt mà. Đồ đó đã gì? Đã nói với tụi nó gặp tao hồ cá sấu. Dạ. Anh ơi. Còn hai thằng mày. Dạ. Tao điều tra kỹ chuyện này rồi mới tính với hai thằng mày sao? Dạ. Đi. Dạ. Đi mau. Dạ. Chào em anh. Cảm ơn anh chị. Đi. Em chào anh chị. Có trộm sao? Phải. Bảo vệ không thấy gì cả. Còn coi báo động á thì không có động tĩnh gì hết. Còn camera? Có lẽ tụi nó quan sát rất kỹ lưỡng. Camera không ghi lại được hình ảnh nào của tụi nó hết. Tụi này cũng chuyên nghiệp thiệt. Phải. Chẳng những chuyên nghiệp mà còn tính toán rất kỹ lưỡng nữa. Vậy nó có lấy được gì không ông? Thật khó hiểu. Đúng vậy. Rất khó hiểu. Chúng nó rất chuyên nghiệp, tính toán kỹ lưỡng, lên kế hoạch rõ ràng. Vậy mà chị lấy trộm của hai con cá sấu con. Còn chuyến đi tụi bay thế nào rồi? Không được suôn sẻ lắm ông. Tại sao? Chúng ngụy trang bằng cách chia hai đoàn xe đi làm hai hướng. Tại sao tụi bay không chia hai đi đuổi theo? Chúng tôi có chia ra, nhưng cả hai đoàn xe đều không có phạm nhân. Vậy thằng Lâm bị giam ở đâu? Có lẽ đã được di lý về tỉnh. Tôi nghĩ tụi nó đi bằng đường hàng không. Bất tài, vô dụng. Thôi, chúng tôi xin phép đi trước. Đi đi. Cả đám mấy chục đứa ngu như bò. Không lẽ thằng Vĩnh thằng Hào cũng không đoán ra được cái trò này sao? Anh, thôi bỏ đi, chuyện đã lỡ rồi mà. Lỡ cái con khỉ. Bây giờ thằng Lâm tới nước này rồi, có mọc tìm cánh cũng không cứu ra được. Anh bình tĩnh lại đi. Điều quan trọng bây giờ có ai phụ trách vụ án này? Mời anh. Mời anh. À, chuyện là vậy. Dạ. Bà xã định mở một bữa tiệc. Dạ. Để bán đấu giá mấy cái đồ nữ trang của minh tinh nghệ sĩ nổi tiếng. À. Để gây ra cái quỹ để hỗ trợ người già neo đơn ở tỉnh mình. Cái này tốt nha. Làm lẹ. Cái này tốt á. Trước khi làm thì phải hỏi ý kiến của anh trước. Dạ. Trời ơi, ý kiến gì nữa, không biết nữa. Anh sao, cái gì cũng phải hỏi ý kiến tôi. Cứ làm đi, cái này quá tốt, cứ làm đi. Không được. Anh phải biết là cái lời khuyên của anh á là rất quan trọng đối với vợ chồng của tôi. Rồi, mời. Mời. Dạ phải rồi đó anh. Lúc đầu em tính làm luôn, không dám làm phiền đến mấy anh. Mà anh không có chịu, anh cứ bắt em nằng nặc phải đi gặp mấy anh. Chừng nào gặp được, anh mới cho em tính tiếp. Thôi chị ơi, tại anh tài đầy cao tôi quá đấy chứ. Thôi vô đi. Anh khiêm nhường hoài. Anh biết không, cái mối quan hệ của anh rất là mạnh và cái tầm nhìn của anh rất xa.
và rất rộng, thành ra phải hỏi ý kiến của anh mới dám làm. Anh cho một chút ý kiến đi. Anh nói quá lời rồi, thôi mình cạn ly đi. Vậy mình cứ tiến hành đi ha anh. Ừ, tiến hành đi, được quá đấy chứ. À, nhưng mà tôi có ý kiến với hàng bà như vậy, làm sao phải kiếm một mớ người mẫu, một mớ diễn viên ở thành phố đem về. Chứ trời ơi, bán bà cái hiện kim hiện vật không chán lắm. Trời ơi, vậy mà em nghĩ không ra. Bây giờ nói với em hoài. Dạ. Phải gặp ảnh mới được. Dạ. Phải công nhận á, người làm cao nhìn cái gì cũng cao hết á. Bây giờ anh mới nói là phải tới gặp ảnh. Gặp ảnh thì mình mới sáng ra. Phải công nhận á, lời nói ngàn vàng của anh á thiệt là sáng suốt quá trời luôn. Em phải thấy một điều như thế này, vợ chồng mình lấy làm hân hạnh khi được ngồi chung bàn với ảnh. Chứ ảnh bận lắm. Trời ơi, anh đâu có thời gian đâu mà ăn mấy cái tiệc nhỏ nhỏ như mình. Tôi cũng thú thật với hai ông bà, hôm rày tôi đi họp ba cái hội nghị riết nhức cái đầu luôn. À dạ, hình như em nghe nói là bên liên tỉnh liên ngành gì đó mới khám phá một vụ buôn lậu gì đó phải không anh? Mua bán ma túy có tổ chức đó nha. Trời ơi, nghiêm trọng vậy sao anh? Nghe nói là thằng chủ ba Liberty cũng dính chuyện này nữa anh. Tôi nghe nói nó là chủ mưu nữa đó. Trời, chết rồi. Vậy mà lúc trước em ham lời đầu tư tiền vô đó, bây giờ coi như mất trắng hết trơn rồi. Thì đó, cũng nói thiệt với anh vậy. Thì thấy nó làm ăn được. Tụi này cũng có tiền nên bỏ vô để kiếm chút lời. Với lại sẵn kiếm chỗ cho anh em mình có chỗ vui vẻ đó mà. Mà không ngờ thiệt xảy ra chuyện này. Tôi cũng khuyên hai ông bà nên tránh tụi nó ra, tránh xa cái nhà nó ra, càng xa càng tốt. Nghiêm trọng vậy sao? Chuyện này không có thể nói nhiều được đâu nha. Anh, vậy là bây giờ họ bị giam bên công an tỉnh phải không anh? Cái này á là bên đội phòng chống ma túy phụ trách chỗ thằng Lê Mạnh đó nha. Sao? Kêu tụi này đến đây có chuyện gì không? Anh Hùng đã có manh mối, muốn tụi tôi chuyển lời giúp. Bộ nó bị câm bị cục hay sao mà phải nhờ người khác làm tay chân đến chuyển lời vậy? Mày nói gì? Tao nói không phải hả? Chỉ có những thằng bị câm, bị thụt lưỡi mới nhờ người khác nói giùm mình mà thôi. Mày... Anh à, vô vấn đề chính đi anh. Mày ngồi xuống đi. Ông Hùng nói mấy ông là những thằng bất tài vô dụng. Cái gì? Làm cái gì cũng hư hết, còn gây quả cho người khác. Mày, mày nói gì vậy? Có tin tao bắn dở sọ mày không? Mày làm gì vậy? Tao đang đi về không cứu được thằng Lâm. Thằng nào nhắc tới tao bắn bể sọ thằng đó. Mày ngon mà nói nữa đi. Mày nói lại coi. Tụi bay muốn tạo phản. Quan sát kỹ xung quanh, nhất là phía sau lưng tụi mình. Anh Hùng đã tìm được chỗ giam giữ ông Lâm rồi. Kể từ giờ phút này, hai ông có thể hợp tác với đội đỏ, bàn kế hoạch cứu ông Lâm ra. Cứu con mẹ gì? Bây giờ chỉ có nước là giết ông chết thôi, sao mà cứu được? Đây là ảnh những người trong đội phòng chống ma túy có liên quan đến vụ bắt giữ ông Lâm. Thành công không được thất bại. Bởi vì khi thất bại thì tất cả mọi sự chú ý sẽ đổ dồn trách nhiệm vào hết hai ông. Không cần mày vậy không? Tụi tao tự lo được. Lần nào cũng nói tự lo mà lần nào cũng thất bại. Thôi đi, ông rùa ẻo cái gì vậy? Anh Hùng có lời nhắn cho hai ông về kế hoạch hăm dọa cảnh sát để cứu ông Lâm ra. Cái gì? Hăm dọa cảnh sát hả? Đúng. Nếu như cần thiết tiêu diệt hết.
anh. À, cảm ơn. Anh cứ suy nghĩ hoài, không biết lần này hai cái thằng đầu đất đó có làm theo lời của mình nói không. Em nghĩ là nó sẽ làm. Bởi vì nếu không làm á thì làm sao cứu được thằng kia ra. Lần này nếu tụi nó ra tay thì chắc chắn công an sẽ chĩa mũi dùi vào tụi nó, không liên quan gì tới anh nữa. Đúng là một mũi tên bắn trúng hai con nhạn. Cái chiều này chỉ có anh mới nghĩ ra thôi. Nhìn kỹ mặt anh đi. Anh có giống cái thằng già bụng bự ăn nhậu bữa trước không? Mà em trổ tài tân bốc hả? Dạ, nhưng mà cái đầu của anh á bự hơn người ta tưởng. Nữa. Em nghĩ đi, nếu như lần này chúng nó gửi thư nặc danh cho công an để yêu cầu thả thằng Lâm mà không được tòa án nguyện, chúng nó sẽ làm gì? Em cũng chưa biết, nhưng mà em nghĩ chúng sẽ nặng tay với vài người để tụi kia chấp nhận yêu cầu của mình. Tiếc quá. Cứ nghĩ tới những công việc mà thằng Vĩnh với thằng Hào làm, ta chờ ngứa ngái chịu không nổi. Sao nữa đây? Lại nhớ đến cái thời tự tay mình điều hành mọi chuyện chứ gì. Tất cả những việc qua đi, mình không thể nào níu kéo lại được. Chỉ mong là hai cái thằng đầu đất đó biết là mình đang muốn làm gì. Em nghĩ là họ sẽ ra tay với cô gái trong đội trước. Cô gái nào? Là người phụ nữ duy nhất, trong đội toàn là phụ nam.